Chị thông cảm cho tất cả các em, dạo gần đây chị thấy rằng thời tiết bắt đầu se lạnh nhưng mà chị vẫn còn thích ăn kem. Cho nên hôm nay thật là may mắn cho chị khi mà chị đã xin được tài trợ từ một vị đại gia đích thực, đó chính là anh Tỉa Bảo Thâm. Anh ấy đã đồng ý cho chị 2 triệu để chị có thể đi ra siêu thị và mua kem. Không biết rằng với 2 triệu đồng có thể mua được bao nhiêu kem, nhưng mà chị sẽ cố gắng mua thật nhiều luôn để ăn cho ngán. Tại vì nếu mà một vài ngày nữa thôi, khi thời tiết bắt đầu trở lạnh hơn, chị ăn kem thì nó có thể sẽ bị đau họng và bị viêm phổi nữa đấy. Bây giờ chúng ta cùng ra siêu thị để xem ở siêu thị bán những loại kem gì nhá. Chị nhớ rằng ngày xưa khi mà chị còn bé thì với 2 triệu đồng chúng ta có thể mở nguyên một đại lý kem đấy em ạ. 2 triệu hồi đấy rất là to luôn. Một cây kem hồi đấy thì hình như khoảng 200 đồng thôi. Nhưng mà kem không đa dạng như bây giờ, có sữa chua túi này, có kem đậu xanh, kem đậu đen và kem đá nữa. Kem đá thì siêu rẻ luôn, 200 đồng có khi được 3 cây đấy em ạ. Wow. Không biết chỗ anh Tiểu Thúi thì kem có rẻ như chỗ chị không? Ở chỗ anh thì toàn kem đắt thôi, chỉ có kem 10 ngàn trở lên. Trời ơi, đúng là chỗ đại gia thì ăn kem cũng đắt. Bây giờ thì chị thấy rằng có rất là nhiều loại kem đắt luôn. Có những cái kem mấy trăm nghìn như kiểu là kem dát vàng đấy kem à. Không biết với 2 triệu đồng mua được bao nhiêu cây kem nữa. Chị ước gì mua được thật là nhiều. Bởi vì nhà chị không chỉ có một mình chị ăn đâu, có bạn Uyên và bạn Linh ăn nữa, rất là tốn kém. Hôm nay hình như siêu thị có vẻ vắng hơn bình thường đấy ạ. Cho nên cơ hội để chị có thể lựa chọn đây, chị sẽ lấy một xe đầy luôn. Bởi vì 2 triệu có thể mua được một xe đấy. Ở đây có rất là nhiều loại kem luôn em ạ. Kem Nhật Bản, kem Hàn Quốc, kem Việt Nam, kem Trung Quốc. À quên, quen thì kem Đài Loan. Ồ, có rất là nhiều kem. Kem sô-cô-la, kem dâu, kem con cá. Ồ, trời ơi, kem nào thấy ngon hết á. Kem trái cây, kem que, kem ly. Ồ, kem hũ. Trời ơi, kem không là kem. Kem thấy chưa, quá trời kem. Kem có biết cây kem này có giá là bao nhiêu tiền không? 75.000 đấy em à. Wow. Nhưng mà chị vẫn quyết định sẽ lấy, bởi vì chị rất là thích loại kem này. Tiếp theo thì chị có cả bánh mochi kem. Wow, các em nhìn thấy chưa? Có miếng dâu bên trong này, kem này, rồi lớp bột mịn ở bên ngoài. Và loại này hình như có giá là, trời ơi, 52.000. Rất là đắt luôn đấy mà. Thôi thì cũng lấy luôn. Loại kem này làm cho chị nhớ đến loại kem mà ngày xưa chị hay ăn, đó chính là kem đậu đen. Nhưng rất tiếc nó lại là kem đậu đỏ, cho nên chị sẽ không thèm lấy nó. Hơn nữa giá của nó rất là đắt luôn kem ạ. 96.000 đó. Bên này thì chúng ta có các loại kem rất là quen thuộc như là kem Milo, KitKat. Nhưng mà các loại kem này thì toàn là kem mũ lớn thôi. Nếu mà chúng ta mua thì sẽ rất là tốn kém. Cho nên chị nghĩ rằng chị sẽ mua kem nhỏ nhỏ để được nhiều. Kem này thì rất là giống một cái bánh chocobai kem à. Em nhìn này, đó, lớp sô-cô-la phủ bên ngoài, bên trong là lớp kem làm chị thèm quá đi thôi. Còn phía bên đây là kem dưa hấu. Có hai loại dưa hấu, đó chính là dưa hấu xanh và dưa hấu đỏ. Ơ không, hình như đây là dưa hấu, còn đây là dưa lưới. Nhưng mà hình như chị thấy ở bên kia có bán loại nhỏ thì phải, cho nên là chị sẽ qua bên kia và mua. Loại này có nên lấy không ta? Loại này chỉ có 89.000, 119.000, 120.000, thôi lấy luôn đi. Đây là kem dưa hấu này các em. Tuy nhiên kem dưa hấu này có vẻ không đẹp mắt bằng và không ngon bằng kem bên kia thì phải. Đúng rồi, nó rẻ hơn mà. Chỉ có khoảng hình như là 89.000 gì đó một cây thôi. Thôi thì chị cũng lấy luôn. Ở đây thì chúng ta có rất là nhiều kem ốc quế. Ốc quế vị sô-cô-la, vị dâu, vị hạt dẻ, vị vani nữa. Nhưng mà chị thích ăn kem ở bên này cơ. Ốc quế bên này thì có vẻ là ngon hơn đấy. Vì nó đắt hơn mà, 44.000 một cây. Tiếp theo chị còn thấy một cái kem rất là lạ này các em. Đây hình như cũng là kem ốc quế, nhưng mà một sản phẩm của Việt bóp méo nên là chị không lấy. Đây là kem ốc quế Hàn Quốc. Đó, có giá là 30.000 một cây. Ồ, nhìn rất là dễ thương đúng không các em?
Đây là vịt dâu, chị sẽ lấy vịt dâu luôn. Chị cũng sẽ mua một hũ kem. Wow, nhìn rất là xinh, chị thích ăn kem này này kem. Wow, bên đây còn nhiều loại xinh nữa này. Đây là nhân nhãn, nhân sô-cô-la. Wow, có loại trà xanh nữa. Loại này thì bao nhiêu tiền? Thời giờ kem rất là đắt luôn. Ngày xưa là 200 đồng một cây kem, nhưng mà bây giờ là 40.000 đồng một hũ kem. Không hiểu tại sao nó lại tăng giá nhanh như thế. Lúc nãy thì chị đã mua một cây kem này rồi, nhưng mà ở đây chị còn thấy rất là nhiều kem như vậy nữa. Nhưng mà thôi chị không mua đâu. À không phải, chị nhìn nhầm giá thôi. Kem này mới có giá là 115.000. Còn lấy luôn đi, lấy cho anh một cây. Đây là kem siêu đắt luôn kem ạ. Trời ơi, 115.000 mà anh tiểu thúi dám ăn á. Có trừ ra cho em không á? Có trừ không? Trừ. Thôi vậy thì chị cũng lấy một cây nào. Bên trong đây nhìn ngon hơn nè, bên trong có màu xanh nè. Là kem trà xanh đấy. Loại này nhìn cũng rất là ngon. Có nho ở bên trong này kem, em thấy không? Và nó có giá là 40 mấy nghìn á. Chị cũng không quên lấy thêm mấy cây kem con cá nữa, bởi vì kem con cá là một loại kem cực kỳ ngon. Nhiều loại luôn. Mỗi thứ một màu, anh tiểu thứ tài trợ mà sợ gì không mua đúng không nhỉ? Ngoài kem con cá thì ở đây chúng ta còn có kem gấu trúc. Bên đây là các loại kem Hàn Quốc rất là lạ luôn. Hình như đây là kem nước ngọt thì phải. Chị thấy có một chai nước ngọt này. Cái này là cái gì nhỉ? Anh tiểu thứ chị cũng không biết. Đó, chị sẽ lấy mỗi thứ một màu. Kem này cũng lạ này kem. Hình như nó không phải là giống cây kem bình thường. Nó có hình chai nước ngọt. Kem thấy không? Và bên trong đây hình như có một cái chai nhựa và chúng ta sẽ nặn lên và ăn. Giống như kiểu là các ống thạch ngày xưa vậy. Ở đây thì có một cái giống như kiểu là bánh kem. Và nó có giá là 44.000. Hơi bị mắc luôn. Cái này có bánh Oreo nữa này kem. Hy vọng là nó sẽ ngon. Còn bên đây là kem gì đấy nhỉ? Kem gì mà lạ thế nhỉ? Cũng giống một cái bánh kem. Chị cũng sẽ lấy luôn. Cái này sô-cô-la nhìn có vẻ ngon này kem. Đó, lấy nhé. Ở đây có loại mà chị thích nè. Đó, ở bên trong đây thì có hai cái bánh mochi kem, nhưng mà loại này là của Hàn Quốc. Và sao bên đây toàn là kem ngon vậy? Kem chai nước này nghe. Thích quá đi thôi. Đó, bên trong đây có rất là nhiều vị luôn. Vị này là vị gì đây anh tiểu thúi nhỉ? Đầu tiên anh thấy một cây kem mà cái hình chai nước rất là lạ mắt. Vị này là vị sô-cô-la, còn vị này là vị gì chị cũng không biết nữa. Chị sẽ lấy cả hai vị luôn. Đây nữa này, một loại kem rất là lạ này. Nhưng mà tại sao người ta lại bóc kem như thế này nhỉ? Chúng ta chỉ được xem thôi chứ không được bóc. Loại này chị chưa bao giờ thấy. Lấy luôn. Các loại kem hộp như thế này thì ngày xưa chị cũng rất là thích. Tuy nhiên bây giờ chị thích ăn kem cây hơn. Ăn kem hộp như thế này thì rất là tiết kiệm luôn. Chúng ta khi nào ăn chỉ cần múc ra cây kem ốc quế là có thể ăn được thôi. Nhưng mà bây giờ chị nhiều tiền mà, việc gì chị phải tiết kiệm đúng không? Wow, chị Thơ đã mua được rất là nhiều kem rồi. Với cái số lượng kem này thì anh nghĩ là nó có thể vượt quá 1 triệu rồi đấy. Mới quá 1 triệu thôi sao? Chị sẽ mua thêm. Mua kem này đi. Mua kem này. Anh thấy kem này ngon mà. Nếu mà anh nhưng mua mà cái hộp nó hơi bị móc méo. Kem này giống kem trứng cá hồi quá kem à. Có hai lớp, một lớp đỏ và một lớp màu gì ở dưới đây ta. Màu này là màu kem à? Anh thấy nó giống cái bánh bao. Bánh bao. À, giống bánh mochi. Vậy thì thôi, chị không lấy nữa. Cái này không phải. Lấy kem này đi. Bánh này không phải là bánh mochi đâu. Cái này có tên là bánh tuyết thiên sứ đó. Sau khi đi dạo một vòng thì cuối cùng chị cũng đã đến được quầy kem giá rẻ nhất. Và chị cũng sẽ lấy mỗi thứ một tí luôn. Hết luôn. Nhiều tiền mà, sợ gì. Đây là kem mini đó anh chị.
kiểu túi nó chỉ bé như thế này thôi. Chị muốn mua quá, nhưng mà chị sợ là không đủ tiền. Chắc thôi. Chắn là đủ thôi mà. Thì vậy thì mua luôn. Chị nghĩ rằng là mình đã mua đủ rồi đấy. Bây giờ chị sẽ ra thanh toán luôn nhé. Không biết là chị đã mua hết bao nhiêu tiền kem rồi nhỉ? Thích cái đi thôi, khi mà chúng ta mua mà không phải mất tiền của mình thì thật là vui. Ta-da, và như vậy là có vẻ là chị Thơ không tiêu hết 2 triệu hôm nay mà anh đã để ra rồi. Tiếc quá kem à. Hay là anh tiểu thú cho chị phần dư đi. Không. Mua tổng cộng là 44 món và chị hết 1.746.200 thôi. Nếu mà chị mua 50 món thì đã đủ tiền rồi đúng không kem? Hay là anh tiểu thúi năn nỉ nó cho chị vào mua thêm đi. Ai bảo bán này em không mua thêm. Nhưng bây giờ có một vấn đề là nếu mà mua thêm ấy thì kem ở đây sẽ chảy ra hết. Ờ đúng rồi ha. Thôi thôi đi về nhà nhanh 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 nhanh. Trong khi mà trên đường về nhà thì chị sẽ ăn kem. Yeah, chị không thể nào chờ đợi được nữa. Wow, chị ăn loại nào trước đây ta, loại nào cũng ngon hết á. Loại nước ngọt này thấy lạ này, xé ăn thử cái nào. Trời ơi, nhìn đẹp quá kem à. Hình như chúng ta chỉ cần bẻ như thế này là được. Hay là vặn cái này ta, tự nhiên có cái này là để làm gì. Rất là tiện luôn, chỉ cần bẻ như thế này là xong. Ngon lắm anh tiểu thúi à. Vị này giống như kiểu là vị dưa hấu vậy. Để xem có phải vị dưa hấu. À đúng rồi, đây là vị dưa hấu này kem. Còn có hình quả dưa hấu ở đây nữa, chị không biết. Kem này rất là ngon, ăn cũng rất là tiện luôn. Nếu mà chúng ta ăn không hết thì cũng không sợ bị chảy ra ngoài. Chỉ cần đặt như thế này thôi là nó có thể giữ được và đem về cho vào tủ lạnh. Rất là tiện đúng không em? Kem này là kem gì đây ta? Chị sẽ mở ra xem nhé. Kem này là kem bình thường thôi. Chị tưởng nó có gì độc đáo vậy mà rất đắt kem à. Lạnh quá. Cắn vào buốt cả răng. Nhưng mà rất là ngon. Có mùi trà xanh. Thơm ngon quá. Cho anh được túi này. Thêm. Ăn đi để em còn bắt quay khác ăn. Túi kem này cũng rất là đáng yêu đúng không em? Chị sẽ mở nắp ra và uống thử xem là bên trong có vị gì. Thơm quá. Rất là ngon và thơm. Thơm mùi vani, mùi sữa, ngào ngạt luôn. Và kem này rất là mềm. À, các em thấy không? Ăn xong không hết chúng ta có thể đậy nắp lại và cho vào tủ lạnh bảo quản. Kem này thơm lắm luôn em ạ. Bây giờ thì chị sẽ ăn cái bánh mochi kem. Một cái bánh mochi kem không biết có giống như là bánh mochi kem mà chúng ta ăn ở cửa hàng Nhật Bản hay không. Trời ơi, không hiểu tại sao nó mềm đến như vậy. Chị sẽ cho kem xem. Lúc đầu thì chị nghĩ rằng cái bột mà cho vào trong tủ lạnh thì nó sẽ cứng, nhưng mà các em nhìn này, đó, rất là mềm luôn, không hiểu tại sao luôn á, rất là dẻo và mềm. Các em thấy không? Lại thì ngon quá. Lớp bột bên ngoài mềm mà êm dịu, giống như kiểu là bông vậy. Lớp kem bên trong thì vô cùng ngọt và thơm. Còn có một quả dâu bên trong nữa này kem. Thôi
bây giờ anh phải đi về đây không thì chị Thơ ăn hết kem mất. Bây giờ anh ăn không kem của em vậy. Nhiệm vụ của anh Tiểu Thứ là lái xe, còn nhiệm vụ của chị là ngồi ăn thôi mà, đâu có liên quan đến nhau đúng không em? Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như kem cũng thích ăn kem như chị thì hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại em đâu sau.